Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2017, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý khách cần xa một bộ bàn ghế ăn mẫu hoa tây, gọi là mẫu núi cho khách hàng ở Vũng Tàu. Đó là anh Cường ở Vũng Tàu, anh đã đặt chúng tôi bộ bàn ghế ăn gỗ mun hoa gồm có 8 ghế, một bàn tròn mâm xoay. Ở trên mình quý vị đã xem là bộ bàn ghế ăn gỗ mun hoa vẫn đang để nguyên mộc. Chúng tôi để nguyên mộc và chuẩn bị hoàn thiện cho anh Cường ở thành phố Vũng Tàu. Và anh Cường cũng là khách hàng rất là quen thuộc của Đỗ Anh Luân, anh mua chúng tôi rất là nhiều hàng rồi. Bộ bàn ăn này anh đặt từ năm ngoái, thời điểm này anh mới lấy. Chúng tôi cho ra quay clip chi tiết để cho anh xem phần mộc trước khi làm ra và hoàn thiện cho anh. Toàn bộ đục chạm hoàn toàn là bằng tay, rất là tinh chạm và sắc nét. Riêng cái phần chân ghế như là vuông 8 phân, đục tứ diện như nhau, vô cùng đẹp. Mặt sau cũng đục rất là đẹp. Ở đây chúng tôi vẫn đang để nguyên mộc, khi hoàn thiện lên vẫn rất là đẹp. Một bàn ken này gồm có 8 ghế một bàn, làm theo mẫu nuôi pháp, có cái mẫu bàn ghế ăn mẫu hoa tây chúng tôi sản xuất rất là nhiều. Hiện tại chúng tôi đang sản xuất 5 bộ bàn ghế ăn cho 5 khách hàng ở khắp mọi miền tổ quốc. Bộ bàn ghế ăn 8 ghế một bàn này quay trước, xong tiếp theo chúng tôi sẽ làm một bộ 10 ghế gỗ mun bàn tròn mâm xoay cho mấy khách hàng ở Nha Trang, và một bộ gỗ cẩm nai gồm có 8 ghế một bàn to và 2 ghế chụp gỗ cẩm nai cho chị Tím ở cũng ở Nha Trang. Này, bộ này chúng tôi clip trước đã giới thiệu rồi, chúng tôi đã giới thiệu cái bộ này clip trước rồi, giờ chỉ qua sơ qua thôi. Toàn bộ là mẫu hoa tây núi của Pháp đã được phần mình vừa tái hiện lại, được chạm vô cùng tinh xảo. Phần chân dưới là trụ rất là to, chân trụ rất to, rất là chắc chắn. Và toàn bộ cái đường nét đục là hoàn toàn bằng tay, các cái móng chân này vuốt rất là kỹ, dày đủ 8 phân, là toàn bộ cái đường nét cong rất là điệu, toàn bộ cái đường nét đúng theo lối của Thành Luân như làm thì rất là đẹp, cong đều và dáng ghế trông rất là bắt mắt, không như một số mẫu hàng trên thị trường. Mà khi bộ bàn ghế này mà khi hoàn thiện máy đi hoặc là phun bêu lên thì phần gỗ nổi lên rất đẹp. Đây là vẫn đang để mọc nên đã thấy đẹp như này rồi, hoàn thiện lên còn đẹp nữa. Nhưng mà cái mẫu một bàn tròn 8 ghế ra thì tôi sắp rất là nhiều cho bộ gỗ mun nữa để cho các khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc đặt hàng chúng tôi. Trước mắt là từ giờ đến cuối tháng chúng tôi xong 5 bộ để giao cho 5 khách hàng ở các nơi. Một bàn ghế ăn mẫu hoa tây cũng mun hoa có 8 ghế một bàn tròn 1m38. Quý nhà có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm đặc sắc của Thành Luân hãy liên hệ số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Xem cái vân gỗ mun khi để mọc đã đẹp nghe rồi, khi hoàn thiện lên thì vô cùng đẹp, đẹp hơn rất nhiều. Ở clip sau chúng tôi khi hoàn thiện lên sẽ quay cho các khách xem chiêm ngưỡng được cái đường nét vân nó nổi toàn bộ là vân hoa ra áo rất là đẹp, gồm có 8 ghế một bàn. Tuyệt vời. Tất cả các cái dáng ghế của Thành Luân như sản xuất là đều cong đều rất là đẹp, cong ba mặt, ba phía, thứ nhất là phía trước cong và phía lưng cong rất đẹp, không khác khác xa hoàn toàn so với hàng mẫu ngoài thị trường, hàng dạng mẫu của Thành Luân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.